cô lưng sừng quá ha. Trời đất ơi. Hôm nay tỏi ca nặng. Sao rồi? Nói gì đi. Dạ, nó đau nguyên cái lưng sừng nó lại. Đi hai chân tới bị bao lâu rồi? Đi mấy năm rồi. Rồi mới mấy tháng nay té xe. Nữa. Chạy xe đi bị thông mát đổ té. Rồi đau. Nhưng mà khi bị cái giật này là có phải bị từ cái chấn thương đó không, hay là trước đây đã bị nè? Trước kia bị nhẹ, bị té ở đầu thêm nhiều. Ở đâu nhiều cái anh bị giật luôn cái mặt phải không? Dạ. Nó tưng tưng luôn. À, còn giờ anh đi là nó có bị giật không? Chắc đi nó tưng 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 tưng. Đi thử coi, đi thử coi. Mọi người tránh ra. Đi tưng tưng đi thử coi. Rồi đi mạnh lên, đi tưng tưng. À, vậy đó hả? À, Nguyễn, không đi, cứ đi tới đằng kia coi sao. Đó. À, rồi, thấy rồi. Nữa luôn, tới luôn. Rồi, mở cửa về luôn. Rồi, chân qua. Rồi, đi, trời ơi, chán ghê chưa, thanh niên. Trời ơi, thanh niên chưa vợ đó. Trời ơi, cô chán ghê chưa. Rồi, bị vậy là tổng cộng là bao nhiêu năm? Cái này cũng lâu rồi, cũng có 17 năm. 17 năm rồi. Rồi, đi điều trị sao nè? Thì chị hết vài ba bữa rồi người đau lại chứ nó hết luôn nữa. Nhưng mà đi cứ thấy cứ tưng người tưng người tưng vậy hả? Dạ. Bây giờ nếu mà tôi làm là hết tưng rồi anh chạy được đúng không? Dạ. Không phải thấy nhiều. Bây giờ không bao giờ nghĩ chạy được. Bây giờ đi á. Chạy đi được cái bình thường rồi là mình. Đi là đã tưng rồi dạ. Đúng không? Dạ. À, để cố gắng cho anh cái nữa chứ tôi mệt lắm rồi. Dạ. Đây toàn là bệnh nặng không à. Mà tại vì tôi, mọi người thông cảm là gì tôi cũng không ăn sáng cho nên tôi cũng hơi đuối. Bây giờ đói lắm rồi. Sắp tay giặt là ok cũng được rồi. Thôi, cứ vậy đi. Tụi mình coi như là có duyên gặp nhau ha. Xử con gái cho con phải không? Rồi, tao không duyên cái chân gì đó. Phải không? Rồi trước làm gì? Làm mướn. Làm mướn không ạ? Dạ. Bốc giác phải không? Rồi tay chân luôn. Nhưng mà giờ tôi nói cho ông biết. Dạ. Bây giờ không có tiền cũng kêu vợ nuôi chứ giờ ông bốc giác hết nổi rồi. Hết rồi, nghỉ bốc giác 2 năm rồi. Ông giác đi để cái gọn rồng. Quả tay thì nó chấn thương còn sống lưng á. Không có làm được nữa, ông làm là chết. Đi làm ông vợ. Ừ, đi. Chuyện này nãy giờ cấm nghĩa nhiều người sao kỳ quá ha. Đấy, cho nên đó là thấy là mình hay là có phước lắm đó. Ông này là tai nạn dùng vậy. Thấy không? Đây bị vậy rồi, đó là bị xe nữa. Thấy không? Giật đỡ được. Chết luôn. Đây đi. Trông cho nó đau. Trông cho nó đau. Trông cho nó đau. Mẹ nội ơi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Ngồi xuống. Rồi xong rồi. Nằm xuống. Rồi rước mình tay vô. Rồi nhóm lưng lên. Rồi. Nó là cái bằng trong đời cũng thấy thiếu anh nhân vật rất là quan trọng đó, ngồi xuống nè cho nó vững được. Em ơi, em nắm giùm hai cái cổ chân nha. Dạ, dạ. Kéo giùm tôi nha. Thấy không, tụi mình gọi là anh nhóm nhóm em nha. Đó, tụi mình gọi là phanh hay xẻ thịt ở đây nha. Bước giờ này đó. Chưa bao giờ bị hành hạ một cái trận đòn kinh khủng khiếp đúng không? Chị mới hết mà. À, mọi người thấy bất giật chưa? Nhìn thấy cái mặt này. Máu chưa giật liên tục.
Anh đi đâu cũng không có đi gì phải không? Đi đi. Đi đi đi. Em, định dùng nó nha. Ông này xử một trận như thế xong, xong chuyện. Ây! Xong chuyện. 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 Xong chưa? Rồi, quay mặt bên kia này, nằm nghiêng qua em, đưa cái lưng qua đây. Đó. Rồi, xích qua đi chút. Đó. Mọi người để ý nha, coi cái rung nhịp của cái môi anh coi còn không? Rồi, mời mọi người tránh ra cho anh này, anh đi nhanh một chút xíu để cho mọi người nhìn chiêm ngưỡng cái cách đi của anh. Mọi người nhớ là mỗi lần anh đi giật nha. Vì sao? Ok. Rồi, giờ đi nhanh lên được rồi đó. Không có sợ bị giật nữa hả? Bắp! Cố gắng. Bị lâu rồi cha. Vậy là tốt lắm rồi. Bây giờ chịu khó giúp giùm tôi. Phải chườm đá tích cực, rồi hút không khí, đi bộ, nhịn ăn, mấy cái đó áp dụng cho đúng. Rồi chắc chắn tôi phải điều chỉnh anh thêm một lần nữa cho nó hoàn chỉnh. Bữa nay là tôi làm hết sức tôi rồi. Thì cái kết quả mà mọi người đều thấy rồi đó. Anh ban đầu vô đây là cái môi giật liên tục, bây giờ hết giật rồi. Còn đi không còn giật bắn người nữa, mà không có linh tinh nữa, mà bây giờ đi đều lại được rồi, thì cái đó là tốt lắm rồi, bao nhiêu năm nay, đúng không? Rồi, mấy? Mấy năm. Thôi được rồi, cảm ơn. Rồi. Rồi, thôi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong,
đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.